Tú Bạch Trận, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là ở cái chợ là 170/55 đường Bùi Đình Tý, rồi 12 Bùi Đình Thạnh. Không phải gì đại diện cho các chị em mặt thể trong này là có những cái bức xúc, hà là không cho là cho hết, lấy cái số tiền nó làm từ thiện cho những cô nhi mồ côi để tôi không tức. Hôm nay là người có người không, trong khi á nhà giàu nhà lầu thì có mà chúng tôi không có. Bây giờ các chính phủ coi tôi chắc đi từ phòng những cái hoàn cảnh gia đình người ta đây đi thôi. Đây là chú này tên là chú Tăng, mà chú bị là tàn phế mất cái giò rồi, là chú què luôn, thất nghiệp. Mà mỗi lần thì chú còn mạnh khỏe chú xả sơn, mà cái giò chú thì giờ là cũng như là không còn đi được nữa, là cái đi cà thọt vậy đó. Cốt chú bị sinh giả trong nó cắn cù lon tán thẳng, nên là chú đi không được là một hộ. Bác này là cũng là hoàn cảnh gia đình thì có một thân một mình thôi, cũng lớn tuổi rồi. Bác đi bán chuối, bán mướp đổ ngoài chợ đó, cái hàng quán nhỏ nhỏ ngoài đường á, để kiếm tiền mà sống qua ngày, mà cũng thất nghiệp rồi biết bao lâu rồi cũng không có một đồng. Còn đây là tôi xin giới thiệu luôn là chính phủ rõ ràng luôn là cái chính quyền để tôi nói tôi có đúng là đây là bà già là 70 mấy 80 tuổi rồi mà bệnh các thì bệnh luôn, sống một mình trong gia đình thế này. Đây không có cha đây đó, rồi cũng sống cũng nhờ tình thương của các mạnh thường quân cho cháu các con thôi, cũng không có tiền phụ cấp luôn, mong chính quyền chính phủ phải thương giúp đỡ cho người nghèo như vậy. Ở nhà trọ biết bao nhiêu con người đừng nói luôn đi cô đừng nói luôn đi. Đây là bác gái cũng là bệnh tật trong người, đó là lối tối ngày á, cũng khổ, không có tiền bạc, có người con để chạy xe ôm để nuôi mẹ ở đây, nhưng mà cuối cùng cũng thất nghiệp luôn, không có tiền có bạc gì đó. Ở mong ở trên các trên để giải quyết cái nào để cho đồng bào người ta bất khổ, đó là niềm mơ ước của chúng tôi. Chúng tôi cũng thật tình cũng thấy lo nàng luôn, còn là ở đây cũng cho tưởng nhà lầu không à, cho tự nhiên một con chó này là 40 người chỉ có người nhận được 1 triệu mấy đó, tôi không biết đó. Tôi xin chính quyền làm gì cái thế này, tự nhiên 40 người thảm cho hết, 40 người mà cho có 1 người à, được chưa?